Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hiện nay nhiệt độ ngoài trời miền Bắc rất nóng đấy. Nhiệt độ khoảng 39-40 độ cơ. Mình sẽ làm cái video nhỏ nhỏ đó là thử nghiệm thử rán trứng bằng chảo ở nhiệt độ ngoài trời xem có chín không các bạn nhé. Đây mình sẽ bắt đầu làm cho các bạn xem. Đây các bạn thấy đấy, nhiệt độ ngoài trời hiện tại này, đấy. Đang chói chang luôn đấy, nhà mình đang phơi thóc này, còn bây giờ là đang giữa trưa rồi. Đây mình sẽ đặt cái chảo ở ngoài trời và rán trứng để xem trứng có chín không các bạn nhé. Chảo đây các bạn ấy, mình sẽ đặt ở lắng nhất rán trứng. Đây, như các bạn đã thấy thì mình đã đặt cái chảo ở ngoài trời, nơi cái nhiệt độ chiếu thẳng xuống rất là nắng nóng, và tí mình sẽ kiểm tra chảo khi nào đủ nhiệt độ mình sẽ cho thêm chút dầu vào. Đấy. Và sẽ cho trứng vào sau để xem trứng có chín không như bạn nhé. Đấy. Mình sẽ rán trứng ở nhiệt độ ngoài trời như này luôn. Được một khoảng thời gian thì bây giờ mình sẽ ra sờ vào chảo xem đã đủ nhiệt độ để cho dầu vào chưa các bạn nhé. Nhiệt độ trong chảo giờ mình thấy rất là nóng rồi. Đó, mình bây giờ có thể tiến hành cho chút dầu vào, tí mình sẽ cho trứng vào sau. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho đấy, can dầu các bạn, sẽ tiến hành can ra đổ dầu vào chảo các bạn nhé, cho ít thôi. Đây, mình cho chút thì nó để tí một lúc nữa, thời gian nữa mình sẽ cho trứng vào dán các bạn. Vậy là sau khi mình cho dầu thực vật vào chảo cũng được một lúc rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái độ nóng của dầu xem có đủ điều kiện để mình cho trứng vào rán không các bạn nhé. Mình sẽ ra xem chảo nha. Đây mình sờ vào chảo. Sự rất là chảo bây giờ là rất là nóng rồi. Đấy. Còn mình sẽ bắt đầu tiến hành đập trứng vào ra để rán các bạn. Các bạn này, đấy, mình đã chuẩn bị trứng vào dao, bây giờ mình sẽ tiến hành đập để cho trứng vào chảo, đánh tí thì quá bụi. Quả trứng này hài lòng các bạn. Đấy. Sẽ quay gần cho các bạn xem. Đúng quả trứng hài lòng rồi. Đó, mình sẽ đã đổ trứng vào rồi này. Đó. Mình chờ lúc xem trứng nó bắt đầu có hiện tượng bắt đầu sôi sôi trên bề mặt này. Dầu sôi và trứng bắt đầu sôi sôi trên bề mặt. Và chuyển trứng bắt đầu chuyển dần sang màu trắng rồi. Xong mình tin là lúc nữa là trứng chín. Đấy. Mình đập vào đúng quả trứng hài lòng luôn.
Mình đã để chảo rán trứng ở ngoài trời, lúc này đã là hơn 10 phút rồi các bạn. Đấy. Với nhiệt độ là hơn 40 độ C, mình đã để hơn 10 phút. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái mức độ chín của trứng như nào các bạn nhé. Mình sẽ tiến lại gần để kiểm tra. Đây các bạn quan sát kia mới dầu lăn tăn và còn mỗi cái vốn quanh chín là còn mỗi quả nữa là nó hơi dày nhưng mà chín nó hơi chậm, mình sẽ dàn mỏng mỏng để cho nhân chín mà mình sẽ dàn với cạnh cho nhân chín. Sau quả trứng mình vừa đổ vào lúc này đã chín khoảng độ được 70% rồi đấy. Một chút nữa thôi là mình có thể thưởng thức cái món trứng rán ngoài trời. Mình sẽ dàn cái một cái quả trứng nữa ra men cho nhân chín. Đó. Tạm sau khi mình đã chín rán, sau khi mình đã để chảo rán ngoài trời hơn 10 phút rồi đấy, thì trứng bắt đầu chín rồi. Còn chút nữa là chín toàn phần luôn các bạn. Lần đầu mình để tiếp thêm một thời gian nữa để cho chín hẳn các bạn nhé. Vậy là mình đã để chảo trứng rán ở dưới trời nắng ở ngoài trời này là hơn 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ làm mình xem mức độ chín trứng hoàn toàn chưa các bạn nhé. Trước mình kiểm tra chín khoảng độ 70% rồi, xem chín 99% chưa. Nhiệt độ hôm nay là độ ngoài trời là hơn 42 độ các bạn. Thật sự rất là nóng. Rất nóng các bạn đấy. Được rồi, như bạn xem này. Trứng nó chín hoàn toàn các bạn đấy. Mình có thể lật lên đấy. Đấy. Cháo rất nóng luôn đấy. Vỡ xôi này, làn đạn xôi chín đấy. Ở độ hơn 20 phút thì ta có thể rán được cái trứng chín hoàn toàn luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử các bạn xem nhé. Rất là nóng luôn. Trứng chín à, cả giữa luôn. Đó. Các bạn thấy thời gian chả rán trứng ngoài trời hơn 2 phút đứng ở hiên nhà thôi mà nhìn ra mà nó nóng bãi cả mùi. Thật sự nhiệt độ hôm nay rất là nắng, hôm nay là đúng là vào ngày mùa đấy, với thóc cũng rất là thuận lợi. Còn mình sẽ ăn thử nếm thử cái món trứng chiên giống như trứng ốp la với nhiệt độ ngoài trời này xem thế nào các bạn nhé. Đấy. Mình đã thử một quả rồi đấy, rất là nóng, còn thế chín hoàn toàn luôn đấy. Tất nhiên dưới mặt trời này thì cái mùi trứng rán thì nó không thơm bằng so với mình nấu trên bếp đấy, mùi vị nó không thơm mấy mà đảm bảo các bạn nó chín đấy. Mùi dầu bốc lên.
là nóng. Thế mình tò mò mình dán thử, nhưng mà làm thử như các video ở trên YouTube người ta đăng ấy, thì đúng thế thật đấy. Còn mình nay em mình chứng là chứng dán dưới nhiệt độ ngoài trời đấy, hơn 40 độ C này là chắc chắn chín các bạn nhé. Mình sẽ ăn thử các bạn xem với trứng rán ngoài trời còn năng lượng mặt trời so với trứng rán trên bếp khác nhau nào. Nói chung trứng rán này đã chín rồi các bạn, chín chín đều luôn đấy. Này không khác gì cái trứng mà mình chiên trên bếp đâu, sự không khác cái trứng mình chiên trên đấy. Ăn cũng rất là béo bùi đấy. Nói chung là như vị trứng rán trên bếp. Dùng năng lượng mặt trời nấu chín thức ăn. Đấy. Nói chung là ngon các bạn. Rán ngoài trời rất là ngon. Chín luôn. Rán năng mặt trời dưới đáy nó ấy, các bạn này, dưới đáy nó hơi đông kết chứ nó không có cháy. Rồi cái thời gian nó rán lâu các bạn, cái nhiệt độ hơn 40 này mình đặt là máy quay hơn 20 phút cho một chút mình bắt đầu chấm ăn được. Nếu mà ra để rán trên bếp thì nhanh đấy. Ngày lần đầu tiên mình ăn trứng chiên bằng chảo ở dưới dưới mặt trời ấy, dưới ánh nắng. Mình dùng cái năng lượng mặt trời để ăn trứng các bạn nhé, dùng ánh nắng mùa hè để ăn trứng thì thị trường nhiệt độ này rất là nóng, rất là oi bức. Về mình đã thử xong cái món trứng chiên bằng năng lượng trời các bạn nhé, cũng rất là ngon nhưng mà nó toát mồ hôi các bạn ạ. Nên mình làm video thực tế để kiểu như là cái mình minh chứng thực tế để xem cái trứng rán ngoài ngoài trời nó chín thật sự không, có đúng như người ta đăng trên mạng hay không. Hôm nay mình đã kiểm nghiệm thấy trứng rán là cái mặt trời nó chín mà. Ăn cũng bình thường như trứng rán thì chảo này. Nó không cháy nhưng mà tuy thời gian chờ đợi hơi lâu. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì hãy ủng hộ chia sẻ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới lần sau nhé. Bye bye.